Em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô giấy Mỹ nha. Cây này em đã ủ sống khỏe hết trơn nha anh chị, đâm chồi hết rồi, rất là to luôn, em mới cắt lại đó. Cái này nữa, mấy cái chồi này nữa khi vận chuyển có gãy, anh chị thông cảm về tỉa đâm lại, đâm chồi mới lại thôi nha anh chị. Anh chị nào có đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để mình tiếp tục theo dõi những video mới nhất nha anh chị. Cây đầu tiên là mã số là F15 giấy Mỹ ha. Quanh thế là 25. Vành 25. Chiều cao 50. F15 350 hay 300. F16. Vành thế là 23. Chiều cao 31. Có chạy lỗi thế này. F16 300.000. F17. Quanh 19. Chiều cao 46. F17 300.000. F18. Cái này nó bị da nó dập được bập vô nha anh chị nè. Nhưng mà cây đâm chồi sống khỏe hết rồi. Rồi cái này để cho anh chị 200.000 thôi, để rẻ thôi. Quanh 17. Chiều cao 37. Cái này để cho anh chị 200 thôi. F18 200.000. F19. Quanh đây là 19. Chiều cao 45. F19 300.000. F20. 20, cây này bự to đẹp mà nó bị bể nè. Bên đây có cọng rễ nè, mi hư nè chút chỗ này nè anh chị. Chỉ da trên này nó hơi bị dợp nè. Nhưng mà đâm chồi sống khỏe hết anh chị yên tâm ha, không sao ha. Quay có sao em báo vậy luôn, bán rẻ luôn. Quanh 17. Cao 55. F20 150 bao ship. Giống như đủ tiền ship rồi anh chị ơi. F21. Quanh đây là 18. Chiều cao 35. F21 250. F22. Quanh 18. Chiều cao 30. F22 250. F23. Quanh thế là 14. Chiều cao 42. F23 300.000. F24. Quanh 18. Chiều cao 46. F24 350. Rồi tiếp theo F25. Cây này cũng vậy nè anh chị, nó bị hư mặt này miếng nè đó, này giật giật chút xíu nè mà đâm chồi sống khỏe để ghẻ anh chị luôn. F25 quanh đây là 16. Chiều cao 40. F25 150 nè. F26 cây này cái da này giống như nó bị cùi, nó già vậy lắm, nó già nè anh chị à. Giống như đó còn gì nó quào vậy mà nó kéo lại rất là quái ha. Da thì nó không hư mà nó bị giống như bị con gì quào. Quanh đó là 14. Chiều cao 33. F26 300.000. F27. Cái này đẹp.
chiều cao 29, F28 300.000, F29. Bị hư chỗ này miếng nè. Cây sao báo gì vậy? Quanh chỗ này là 15, chiều cao 39, F30 250, F31. Cây này nó cao đủ rất là bự. Quanh chỗ này là 24, chiều cao 71, F31 350, F32. Quanh chỗ này là 23, chiều cao 30, F32 250, F33. Quanh 16, chiều cao 47, F33 200.000, F34. Quanh chỗ này là 21, chiều cao 44, F34 300.000. Em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu với cô chú anh chị một số loại kích ghế với một số dụng cụ nha cô chú anh chị. Hàng em đã sử dụng rồi, rất là bán nên giới thiệu với cô chú anh chị ha. Đầu tiên là loại kích ghế này, hàng của Đài Loan Trung Quốc nha cô chú anh chị. Một gói này là 500g, là nửa ký đó nha cô chú anh chị. Em bán gói nửa ký này là 200.000, em bao ship toàn quốc. Cái này là siêu kích ghế luôn nha cô chú anh chị. Loại này được sử dụng rất là tốt, số anh em đã sử dụng rồi rất phản hồi là rất ok ha. Này em cũng đã sử dụng rồi nha cô chú anh chị. Này liều lượng của nó thì một gói 500g này mình có thể mình pha tới 300 lít nước nè cô chú anh chị. Một thôi là mình nếu mà tưới ít đó, mình tưới một muỗng cà phê đầy cho 5 lít nước. Một gói này mình sử dụng rất là lâu nha quý anh chị. Sử dụng cho tất cả các loại cây như mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây ăn trái cái này kia cũng được nha anh chị. Rồi lan cũng được luôn nha cô chú anh chị. Đó, loại này siêu kích rễ nha. Loại này là tốt hơn nhiều N3M với Atonic nha cô chú anh chị. Này là chị mình tưới gốc thôi nha cô chú anh chị. Chỉ tưới gốc chứ không có phun lên lá ha. Chỉ tưới gốc thôi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là em mới về loại dây nhôm nghe cô chú anh chị. Dây nhôm đen loại 1 cực kỳ mềm dẻo luôn. Bao hàng anh em luôn, anh em về sửa mà nếu mà cứng thì em sẽ đền lại luôn anh chị ơi. Đó. Cho anh em test hàng luôn. Dây nhôm loại 1 cực kỳ mềm dẻo ha. Em có 4 loại thôi. Chỉ có 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly. Đó. Đồng giá là 150.000 một ký. 150.000 một ký mà em bán một lần 3 ký em mới bao ship nghe anh chị. 150.000 một ký, ship mỗi lần là 3 ký em bao ship, bao ship toàn quốc luôn nha anh chị. Thứ hai là về được cái kìm cắt dây nhôm, kìm này thì bao hàng bán dữ dằn bán luôn nha anh chị. Cái này anh chị vừa sửa kiển nè, vừa cắt mấy cái cành này ha, nhỏ là tuyệt vời luôn ha. Em đã xài rồi nè. Đó, dây nhôm thì em có chỉ có 3 loại thôi, 1 ly, 2 ly, 3 ly và 4 ly. Nói chung là từ 1, 2, 3, 4 này là anh chị là sửa dây từ cây tầm trung trở lại là được hết trơn rồi. Chuẩn kia cây đại bự giữa bự mới dây lớn thôi. Đó, dây bảo hành là anh em là mềm dẻo luôn ha. 150.000 ký mà bán mỗi lần là 3 ký bao ship nha cô chú anh chị. Đó, 1, 2, 3, 4, 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly là vừa cho anh chị sửa cây hết rồi. Với hai kìm cắt kẽm có thể nhấp cành được luôn nha anh chị. 150.000 một cây bao ship.
Tiếp theo là cái loại kéo cắt cành nha cô chú anh chị. Loại này em đã xài rồi, rất là im, nên em giới thiệu cho cô chú anh chị. Cái này là này công nghệ của Nhật Bản nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc nha cô chú anh chị. Giá chỉ 120.000đ, em bao ship toàn quốc luôn. Cái này em đã sử dụng rồi, em mới giới thiệu cô chú anh chị. Em cho cô chú anh chị về mở ra kiểm tra hàng, bao bán mà không bán trả lại em ha. Em khẳng định như cô chú anh chị luôn á, có 120.000đ nhưng mà cực kỳ bán luôn đây. Nè, cây em xài cả năm trời đó, anh chị thấy không? Nè, nè, cắt rất là mượt luôn á. Mặt cắt nè, anh chị thấy ha, rất là bén nè ha. Đó, rất là bén ngót luôn. Đó, anh chị xem ha. Này, này hàng cũ này em đã xài rồi nè, gần cả năm nè, xài rất là ok nha chú anh chị, bền rất là bền, 120.000đ nhưng mà xài rất là bền. Nó in đây là công nghệ Nhật, 120.000đ thôi nghe cô chú anh chị. Em bao ship nó có hai loại, một loại màu cán đỏ với trắng với một loại đen, cô chú anh chị nào cần thì liên hệ với em ha. Rồi tiếp theo là giới thiệu cho cô chú anh chị cái loại kéo tỉa. Này cũng là công nghệ Nhật Bản không nghe cô chú chị, rất là sắc bén luôn. Là một loại tỉa là tỉa dài, với một loại tỉa là tỉa bầu. Đây em lấy cho cô chú anh chị xem ha, cây cực kỳ bén nha. Cái này kéo tỉa này đồng giá là 180.000đ một cây, làm rất là đẹp cô chú anh chị xem ha, rất là đẹp luôn. Đó, in chữ Osaka trong đây luôn nha anh chị, in chìm luôn ha. Đó, rất là bén. Em bao bán mấy cái hàng này là em bao bán, em đã sử dụng rồi. Cô chú anh chị về nhà tháo ra sử dụng, không bán thì trả hàng lại cho em ha, điện thoại trả hàng cho em. Kéo tỉa thì nó có hai loại, một loại tỉa dài, một loại tỉa bầu. Đó, thì cũng đồng giá là 180.000đ, em bao ship toàn quốc luôn nghe cô chú anh chị. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho cô chú anh chị hai loại kìm cạp. Một loại kìm cạp xéo và một loại kìm cạp tròn. Hàng cũng của Nhật hết trơn nha anh chị, công nghệ Nhật hết, bao bén hết vô anh chị. Đó, đây in chìm hết nghe cô chú anh chị. Hàng cạp này thì là đồng giá là 350.000đ một cây. Đó, 350.000đ một cây, em bao ship cô chú anh chị xem ha, cây rất là đẹp. Đây là cặp xéo rồi anh chị, bao bén luôn ha, mình có thể cắt cành cành nhỏ hoặc là cạp ha. Rồi tiếp theo đây là cặp tròn. Em lấy từng cây ra cho quý chị xem, cặp tròn giá chỉ 350.000đ một cây. Em bao ship luôn cặp tròn đây anh chị. Đó, hàng rất là chất lượng ha, in chữ chìm luôn không nghe của chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái cưa này, là cưa lách. Cưa này đúng là hàng tuyệt phẩm nè anh chị, giá chỉ 70.000đ mà bao ship luôn. Em bao bán cái cưa này ha anh chị. Đây em cưa thử cho anh chị xem nè ha. Đây cái nhánh này ha, nè em bao bán luôn. Đó, rất là bén nha anh chị. Mà cưa cái mặt cắt của nó rất là im nghe anh chị. Đây nè, cưa lách nha anh chị. Đó, chỉ có 70.000đ. Mà cưa lách này anh chị mua hai cây em mới ship nha cô chú anh chị. Mua một cây em không ship, tại vì bán có 70.000đ mà chị kêu ship một cây nên là lỗ nha anh chị. Nè, bán nếu mà cưa lách thì phải là hai cây em mới ship, 70.000đ một cây. Rồi tiếp theo là bộ đục, em mới về anh chị ơi. Bộ đục này gồm 8 cây nha. Cây thứ nhất nó cỡ hơn gang tay nè anh chị. Bộ đục khá là đẹp luôn á. Nha, 1 2 cây, 3 cây, 4 cây rất là bén, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây. Đó, chị 8 cây ha. Chứ kèm theo một cục đục nghe anh chị, tặng thêm một cục đục này luôn. Một bộ đục này á em bán là 390.000đ. 8 cây 390.000đ em bao ship, tặng thêm một cái dùi cui đục này luôn nghe cô chú anh chị. Đây, vừa cui rất là đẹp ha. Còn mấy hàng này rất là bén nè anh chị, xem nè. Cực kỳ bén luôn ha.
này em bao bán cho anh chị, về mà nếu mà đục mà không bán thì cứ trả hàng lại cho em ha. Gồm 8 cây đục, 8 cây đục với một cây dùi cui 390.000 em bao ship. Rồi cô chú anh chị nào cần thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0788 753 876. Rồi em cảm ơn và kính chào cô chú anh chị.